Này cho Ca với em vào nằm được luôn đấy. Đi, đi vào đây Ca. Con vào đây nằm đi. Làm thử đi, cho em vào trước đấy chứ. Vào trước này xem nào. Xịn nhờ. Con làm trước thì để cho em vào nào. Em vào đây. Rồi. Nằm hẳn vào nha. Rồi. Cô tê chưa? Được đấy. Ê, khi nào mà trời tối thì đậy nó lại. Đây, đây là cái cửa này. Đấy. Nằm đây ấm nhỉ. Ca nằm lâu lùi xuống một tí nữa. Ca nằm lùi xuống vào trong một tí nữa. Nào. Nằm vào trong một tí. Rồi đấy. Đẹp luôn. À. Này, cho em nằm bên đây này. Ừ, nằm đi đi. Nằm đây ngủ nha. Có giường mới Ca mang lên đấy. Ô trời. Ở đây bấm rồi này. À, thôi nằm đây một tí đi rồi mẹ mang ra mẹ giặt mẹ phơi sạch sẽ đi rồi lấy nằm nha Ca nha. Ca mang giường lên cho em đấy, Ca thương em lắm ạ. Cho em nằm ngồi lên một tí nào. Bây giờ con với em nằm ở đây nhá, nằm im ở đây ngủ nha. Để mẹ đi đón chị Quynh, Quynh tan học rồi. Nhá, nằm im đây đó, mẹ đi đón chị Quynh rồi mẹ về nha. Ca trông em cho mẹ nhá. Đừng để em chạy ra ngoài chơi nhá. xong chứ gì Ka. Ka, Ka, đi vào đây. Vào đây. Đây, nào. Rồi. Ka nằm hắng sức, đúng rồi. Nằm im nha. Nằm hắng sức, nằm hắng sức.